Ngày xưa, tại một thị trấn nhỏ, có một cô bé xinh xắn được mọi người yêu mến, có tên là Ruth. Cô bé rất yêu bà ngoại của mình. Vào sinh nhật 5 năm tuổi, cô bé được bà tặng cho một chiếc khăn choàng màu đỏ. Cô bé rất thích nên đi đâu cũng mang theo. Ngày này qua tháng nọ, người dân tại thị trấn vui vẻ đã đặt cho cô một biệt danh rất dễ thương, đó là Ruth quàng khăn đỏ. Mẹ thấy dễ thương không mẹ? Thấy dễ thương không ngoại? Đẹp quá à, con cảm ơn ngoại nha. Cảm ơn ngoại. Thích quá à. Một hôm bà ngoại bị ốm, mẹ đã nhờ Ruth mang qua cho bà một ít bánh và thuốc. Trước khi đi, mẹ dặn Ruth rất kỹ. Ruth ơi, con mang bánh và thuốc qua cho bà ngoại nhé. Dạ vâng, để con mang qua cho ạ. Ruth ngoan, gặp con ngoại sẽ vui lắm đó. Nhiều khi ngoại vui quá, khỏe luôn á. Ủa, thiệt không vậy mẹ? Thật mà, vậy con phải qua ngay với bà ngoại mới được. Mà nghe mẹ dặn nè, con đi qua nhà bà, nhớ đi đường thẳng nhé. Đường vòng có rất nhiều chó sói, nó sẽ ăn thịt con đó. Dạ, con nhớ rồi thưa mẹ. Sau đó, Ruth đã mang bánh và thuốc qua cho bà ngoại. Lúc đầu, em nhớ rất kỹ lời mẹ dặn là phải đi đường thẳng. Tuy nhiên, đến một đoạn ngã ba đường, Ruth bị thu hút bởi những bạn bướm xinh nên đã quên mất lời mẹ dặn và vô tình đi vào đường vòng. Đẹp quá à, để bắt cho bà ngoại nè. Đi một đoạn thì Ruth gặp bạn thỏ trắng. Bạn thỏ nói rằng: Này, bạn nhỏ ơi, đoạn đường phía trước có nhiều chó sói lắm, hãy quay lại đi. Mặc lời khuyên của thỏ, Ruth đáp: Không sao đâu thỏ ơi, mình chỉ đi một đoạn nữa, bắt vài bạn bướm về tặng cho bà, rồi mình sẽ quay lại ngay. Vậy tạm biệt bạn nha. Chào, bye bye, bye bye. Nói rồi Ruth lại tiếp tục đuổi bắt theo những bạn bướm. Mãi đuổi mà Ruth quên cả lời mẹ dặn và lời cảnh báo của bạn thỏ. Trong bụi cây có một con chó sói đã bị đói lâu ngày. Ủa, có một con bé trông ngon thế nhở. Con sói tiến lại gần cô bé và nói: Này cô bé kia. Hả? Trời tối rồi sao em không về nhà mà còn lang thang trong rừng thế kia? Ruth sợ hãi đáp lời: Ruth đang mang bánh đến cho bà ngoại ạ. Con sói ranh mảnh chợt lóe lên một ý nghĩ xấu xa. À, thì ra còn một con mồi nữa. Đúng lúc ta đang đói, con mồi bé xíu như vậy làm sao có thể làm ta no. Nói rồi, nó giả bộ hiền từ nói với cô bé: Cô bé ơi, đừng sợ, ta không có làm gì cô bé đâu. Từ nhỏ ta đã ăn chay rồi, chưa bao giờ ăn thịt động vật cả. Mà nhà bà cô bé ở đâu, còn xa không? Ruth thật thà trả lời: Dạ sắp tới rồi, nhà bà cháu ở chân đồi bên kia, nơi có ấm khói cao nhất ấy ạ. À, vậy là sắp tới rồi, ta không cần lo cho cô bé nữa. Cô bé tự đi đến đó nhé. Nói rồi, sói chạy thẳng băng qua rừng đến nhà bà ngoại. Nó nghĩ sẽ ăn thịt được cô bé và bà ngoại nên rất khoái chí. Nhưng khi tới nhà bà, sói tìm mãi, vẫn không thấy bà ngoại đâu. Nên nó đành phải nằm trên giường và chờ cô bé tới. Không thấy bà đâu hết, vậy thì thôi ta sẽ chờ con bé đó tới để ăn thịt nó. Khi Ruth tới, thấy cửa nhà bà không đóng, có một bóng người nằm trên giường dưới ánh đèn mờ ảo. Cô bé tiến lại giường và cất tiếng hỏi bà: Bà ơi, bà khỏe chưa ạ? Cháu mang thuốc đến cho bà nè. Con sói gian ác không trả lời, chỉ nằm rên hừ hừ. Cô bé tiến lại gần hơn và giật mình hỏi: Bà ơi, sao tai bà to thế? Tai bà to, để nghe cháu nói chuyện rõ hơn. Bà ơi, sao mắt bà to thế? Mắt bà to để nhìn cháu rõ hơn. Bà ơi, sao miệng của bà cũng to vậy? Miệng bà to để ăn thịt cháu dễ hơn. Nói rồi con sói vùng dậy rượt đuổi. Nó chạy khắp nhà la hét thất thanh: À, cứu với, cứu với, cứu tôi với. Gần đấy có một bác thợ săn đã nghe tiếng hét của Ruth và chạy tới dùng một cây gậy đánh con sói ngất xỉu và trói nó lại. Bác thợ săn hỏi: Cô bé có sao không? Dạ cháu không sao, nhưng mà cháu không thấy bà của cháu đâu cả. Không biết bà có bị nó ăn thịt không nữa. Bà ơi, bà ơi bà, ta thấy bụng nó còn nhỏ lắm, chắc là chưa ăn thịt bà của cháu đâu. Bây giờ cháu hãy cùng ta đi tìm bà nhé. Dạ. Nói xong bác thợ săn và cô bé cùng chạy đến nhiều nơi để tìm bà. Và cuối cùng cũng đã tìm thấy người biết. Cô ơi, cô có thấy bà cháu đâu không ạ? Trưa nay bà cháu hơi mệt nên mọi người đưa bà cháu đi bệnh viện rồi. Dạ cháu cảm ơn. Sau đó Ruth chạy hẳn về nhà để báo tin cho mẹ. Mẹ ơi, bà đi bệnh viện rồi.
Hả? Sao vậy con? Bà bị sao? Dạ bà bị mệt ạ. À, mình tới bệnh viện đi mẹ. Đây mẹ ơi. Bà ơi, bà khỏe chưa? Mẹ có sao không? Mẹ không sao, mẹ chỉ mệt tí thôi à. Sau đó, Ruth đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ và bà nghe. Mẹ rất giận cô bé vì không nghe lời, nhưng cũng cảm thấy may mắn vì cả cô bé và bà đều không bị sao. Đây là một bài học cho con đấy nha. Đúng rồi đấy cháu, suýt nữa nó ăn thịt cả hai bà cháu mình rồi. Lần sau nhớ nghe lời mẹ nhé. Dạ cháu biết lỗi rồi, con xin lỗi mẹ, cháu xin lỗi bà ạ. Các bạn nhỏ nhớ nhé, chúng ta phải ghi nhớ những lời mà người lớn đã dạy. Đừng vội vàng tin lời kẻ xấu như Ruth nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của Ruth. Nếu các bạn thích những câu chuyện cổ tích được Ruth kể trong thế giới Play Together thì hãy cho Ruth một like và một đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn, bye bye.